30 năm qua, chiếc đàn này vẫn gắn liền với ông Trần Quang Lộc. Những làn điệu chèo cổ cũng được ông tự học và rồi truyền dạy cho những người yêu chèo ở Ý Yên, Nam Định. Sau hơn 10 năm miệt mài với chèo cổ, ông Lộc đã làm tròn trách nhiệm dựng lại một gánh chèo làng mà xưa kia người cha quá cố của ông đã từng làm chuồng. Nay gánh chèo làng của ông đã có đến hàng chục người tham gia. Họ đi biểu diễn khắp các làng quê trong và ngoài tỉnh. Và ông Trần Quang Lộc vẫn luôn là người giữ nhịp cho gánh chèo quê này. Sinh năm 1953, trong một gia đình có truyền thống hát chèo cổ. Cả cha và mẹ đều là những nghệ nhân làm chùm của một gánh chèo nổi tiếng ở Nam Định. Từ nhỏ, ông Lộc đã say mê chèo, nhưng vì việc nước, ông tham gia quân đội chống giặc nên con đường đến với nghệ thuật chuyên nghiệp bị bỏ dở. Nhưng không vì thế mà ông Lộc nản chí. Ngay khi hòa bình lập lại, trở về quê, ông bắt tay vào gây dựng lại gánh chèo. Mình đam mê, mình mò mẫm, mình học mót, hay nhiều khi có điều kiện ra ngoài nhà chèo chơi thì tôi lại học lại các em, các cháu. Tại sao không đi làm chuyên nghiệp, nó lại là điều kiện như chúng tôi lúc bây giờ là chiến tranh, cho nên là chúng tôi phải lên đường. Mà cũng cùng may là nhiều người hy sinh để có đất nước này, mà tôi lại được sống, mà lại quay về mà lại làm được cái này nữa, thì đó là một điều không ân hận. Sau 2 năm tự học, ông Lộc đã hiểu khá cơ bản về kỹ thuật hát và những đặc trưng của những làn điệu chèo cổ. Đó là cơ sở để ông truyền dạy cho mọi người và từng bước dựng lại gánh chèo của bố đẻ, cố nghệ nhân Trần Tam Đa. Các cụ dạy là lấy hơi nhà chữ, đó là trước hết là phải lấy hơi từ trong bụng, nén từ trong bụng đưa lên, và nhà chữ qua thanh đới, qua họng, làm sao từ từ. Nếu đánh cái ảo cái thì cái màu, thì gọi là hát chèo nó phải có màu, thì nó sẽ mất cái màu đi. Mà trong hát chèo đã bị mất cái màu thì người ta nghe nó không được ngọt ngào. Cho nên là khi dạy, ngoài cái việc là biết hát đã là tốt rồi, nhưng mà nếu không có cái cách lấy âm nhà chữ thì có khi là đang hát là nó ngắt đấy. Mà nó ngắt thì lại là vô nghĩa câu hát của người ta nữa. Thế cho nên là ví dụ tôi nói một câu đảo liệu như thế này. Đảo liệu có một ý mình, em đi đâu hỡi cô nàng ơi, đào liệu có một ý mình. Đấy, cho nên là mình phải lấy hơi đẩy vào trong lòng ngực và nhả nha nhả ra như thế thì chữ mình nó mới có ra chữ mình được. Chứ nếu không thì hát bình thường đào liệu có một ý mình cũng đúng thôi, nhưng nó không có màu. Ngôi nhà nhỏ này là nơi ông Lộc cùng những người nông dân yêu nghệ thuật chèo thường xuyên luyện tập trong mấy chục năm qua. Vở Địa Linh Nhân Kiệt Ngã Ba Sông được ông Lộc sáng tác phục vụ cho lễ hội của xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Những ngày này, cả gánh chèo đang tập dượt từng câu hát điệu múa.
Trong cái vở này thì tôi cho hai vị tướng hiền linh, thì trong đó có một cái vai tướng quân Ngô Nhật Khánh mà anh Kỳ đảm nhiệm cái vai này. Thế khi xuất hiện cái vai này đó, khi hiền linh đó, thì trước hết là về thăm cái quê quán mà mình được tôn thờ, thì tưởng tượng lại, nghĩ lại cái cảnh lúc bây giờ và đến bây giờ nó thay đổi làm sao. Cho nên cái tâm trạng nó có một cái gì nó buồn vui nên lẫn lộn. Trời lại nơi này phù sa ơi, ta trở lại nơi này. Bài này rất là khó đối với bản thân tôi, mặc dù là cũng tham gia cái đoàn nghệ thuật chèo, câu lạc bộ chèo này cũng không phải là nhiều, cũng thời gian cũng chưa được già dặn lắm. Thì là với cái người trẻ như tôi mà được giao cái vai già như thế này thì tôi thấy rằng là mình cũng còn phải học hỏi đạo diễn rất là nhiều. Gắn bó với ông Lộc từ những ngày đầu thành lập câu lạc bộ, những người nhà công luôn hiểu và ủng hộ ông trong từng buổi tập và từng buổi đi diễn. Anh không phải là diễn viên chèo của chuyên nghiệp, nhưng anh từ bộ đội Trường Sơn trở về và là một diễn viên chèo của trung đoàn sư đoàn thôi. Nhưng vì ham mến mộ và có một cái linh cảm của anh là một nhà đạo diễn rất kiệt sắc đối với một nghệ sĩ, tức là đồng quê. Nếu mà viết rồi cái đình làng, một cái đình làng nào đó thì anh lại phải có những cái giao phả hoặc là có cái lịch sử, lai lịch của cái đình đó để anh ấy dựa vào đó anh ấy viết. Vì anh em chúng tôi là thường là bao giờ đi đâu là cũng phải tìm là cái nguồn gốc của các cái khu vực đó để mà viết nên được những cái lai lịch sử của cái đình ấy, hoặc là cái chùa đó, hoặc là cái dòng họ đó. Đấy, cho nên anh em chúng tôi rất tin tưởng của anh Lộc. Rời cây đàn hay trang sách, ông Lộc lại trở về với đồng ruộng. Hơn 30 năm qua, nghề nông và nghề sáng tác chèo vẫn luôn gắn bó với ông như máu thịt. Một nghề giúp ông kiếm sống, một nghề giúp ông thỏa mãn niềm đam mê. Họ Trần Đình, tức là cái việc đồng áng với vợ là ra sàn ruộng cũng đâu vào đấy, rổ mạ xong đâu đấy đã, rồi về nghỉ ngơi có thể viết, hoặc là thậm chí thì đi biểu diễn là gia đình là chấp nhận là cứ đi biểu diễn thôi. Điểm đặc biệt của ông bầu gánh chèo làng Trần Quang Lộc là khả năng hát, tự sáng tác và đạo diễn những tích chèo lịch sử. Người làng yêu quý vẫn gọi ông là người chép sử bằng tích chèo cổ. Làm được điều ấy, một phần nhờ vào năng khiếu bẩm sinh, một phần nhờ vào những chuyến đi, những cuộc trò chuyện với các vị cao niên nơi đình làng linh thiêng. Từ sau năm 86 tôi mạnh dạn, tôi viết. Đầu tiên tôi viết những cái gọi như ta gọi là ca cảnh đấy ạ. Thế sau tiến dần dần lên thì mình càng ngày mình thấy rút kinh nghiệm ra được, và từ đó là thường xuyên sáng tác trở thành những hoạt cảnh. Sau đó đã có lúc đã viết cả một vở chèo. Ví dụ tôi viết vở Tống Văn Chân, một vị lãnh đạo của Đảng ta lúc bây giờ trước năm 30. Đình làng Ninh Xá, nơi thờ ông tổ nghề mộc Lão La Đại Thần, tên thật là Ninh Hữu Hưng, đã biết bao lần ông Lộc tìm đến đây. Từng câu đối, từng nét chạm trong ngôi đình đều được ông tìm hiểu. Dưới mái đình cổ kính, ông cùng bà con trò chuyện về nghề mộc, về ông tổ đã sinh ra làng nghề nghìn năm tuổi này. Mỗi lần đến đây, ông Lộc tìm hiểu được một khía cạnh nhỏ về lịch sử của làng quê. Và hôm nay, thật may mắn, ông Lộc được gặp vị cao niên am hiểu sâu về lịch sử của cụ tổ nghề. Cuộc trò chuyện của họ cứ thế mà kéo dài mãi. Khi mà cụ Ninh Hữu Hưng về đây, năm đó cụ mới 53 tuổi, mà thời cụ đương chức ở trong chèo thì đã được vua Ninh thấy tài giỏi và đã ban cho một cái tên mới là Công Tượng Lục Phủ Giám Sát Đại Tướng Quân. Thời vua Ninh sử dụng cụ Ninh Hữu Hưng là xây dựng kinh đô Hoa Lư, nhưng đến thời vua Lê lại cũng tiếp tục sử dụng cụ và điều cụ về đây
để giao nhiệm vụ là xây dựng những cái bát hương cầu thần Quách Đạt thành ngôi đền. Lấy cảm hứng từ cuộc trò chuyện với vị cao niên của làng Ninh Xá, ngay tối hôm đấy, ông Trần Quang Lộc đã ngồi một mạch cho đến sáng hôm sau để sáng tác tích chèo sử thi ông tổ nghề mộc Ninh Xá. Mở trang thần phá quê ta, tích xưa sử chép thần là vẻ vang. Nhân đi kinh ly non bồng, tịch điền sông sắt thuyền rồng ngự thăm. Theo vua có một tướng công họ Ninh chính trực hữu hưng gồm tài. Đức nhân ngài vẹn cả hai Trường Yên quê ngụ tướng tài Đinh Mộc công ngài giỏi tay nghề, tước phong công tướng tiền lệ rõ là. Ngay từ khi bắt tay vào sáng tác, ông Trần Quang Lộc đã chọn cho mình một hướng đi riêng. Dù vẫn nhận là làm văn nghệ xóm, nhưng ông Lộc đặc biệt ưa thích những tích chèo lịch sử. Cho đến nay, ông đã viết hàng trăm tích chèo về những bậc nhân thần hiển thánh, những vị anh hùng dân tộc. Viết những cái tích chèo về lịch sử, nhưng trước hết cũng nói thật là tôi ngày xưa học thì cũng khá khá về sử. Thế như bây giờ các cháu các em nó không hiểu được cái việc ấy, nhưng khi trung tuổi nhưng tôi nó cũng học sử để em đi bộ đội nữa, cho nên là cái riêng cái sử thì tôi tương đối là nhớ. Cái thứ hai là nhất là cái giai đoạn này thì tất cả các nơi lễ hội truyền thống uống nước nhớ nguồn thì tất cả những cái lịch sử này là để tuyên truyền và giáo dục là một điều cần thiết. Ở tuổi ngoài 60, ông Trần Quang Lộc đang ở cùng với con trai là chủ xưởng mộc. Nếu theo nghề mộc từ trước, ông Lộc đã có thể trở nên giàu có. Nhưng ông vẫn một lòng với những tích chèo cổ. Cũng có nơi mời ông đến diễn, trả thù lao cho những sáng tác chèo. Nhưng cũng có nơi chỉ mời ông diễn vui. Dù thế nào, ông cũng dành thời gian để đến với người dân khắp vùng quê. Nơi đình làng ở quê nhà, ông Lộc vẫn cùng những người nông dân yêu chèo hát những câu ca ngợi công lao của vị tổ nghề. Tình yêu với lịch sử, với nghệ thuật truyền thống cứ lớn dần lên trong họ một cách tự nhiên như thế.